Rồi, mến chào các bạn. Lâu lắm rồi mình mới thấy được cái vàng sới loại này các bạn. Thì mình cũng đã thấy là ở bên Nhật đồ người ta xài nhiều rồi ha. Mà giờ này mình mới thấy. Thì ở đây bữa nay anh Long này anh mới về Việt Nam cái bộ sới này. Vàng này là loại dạng như vàng vàng này vàng sới nước. Cái dao của nó rất là nhỏ ha, dao của nó nhỏ nhưng mà con này cái vàng sới còn mới ghê thiệt. Vàng sới nước. À, dao còn mới tinh luôn. Nó có lưỡi trắng ta. Và lưỡi đen. Nó có nguyên hàng này lưỡi trắng ha. Hàng lưỡi đen. Rồi đây. Sới nước quá là độc luôn, để mình thử nghiệm coi ha. Thì thằng này nó hình như nó kéo chút ha. Đây vậy đó. Đó. Đó, là đẩy nó chạy ra đây là nó nối dài cái vàng sới ra, vàng sới nước. À, quá độc ha. À, cái này thì cái khớp nó bắt vô đây. Khớp nó bắt vô bốn cái vô vàng tùng. Khớp nó bắt vô đây. Đẩy ra là bắt vô đây. Còn xếp ở đây là gọn lại. Đó. Chốt nó lại. Vậy thôi. Cái này thì mình cái này coi chiều ngang của nó là bao nhiêu ta. Này hồi xưa thì mình xem trong cái những cái video bên Nhật á là họ chạy chiếc xe ra là họ gắn cái vàng sới nước này vô nhiều rồi. Giờ mới thấy mà công nhận cái này nó mới thiệt. Nó mới tinh à. 2 tờ 5 xị đi. Nó mới tinh à. Hả? Thôi khỏi vậy được rồi. Vậy là được. Rồi. À nó có hai chân trống rồi hả? Rồi. Phải không? Nó vậy hả anh? Rồi, đặt vô hai bên này. Là để mình đẩy đi thôi chứ. Rồi, nó nằm trên hộp. Không phải để vậy anh, không phải đặt vậy. Đặt vậy. Không, nó đặt qua vậy. Có nghĩa là đặt vậy nè. À, anh tào lao quá. Anh không bằng anh sao trình độ bằng em được. Đó là nằm lên trên luôn, đặt lên trên đó là thí dụ như là anh di chuyển vậy đâu thì anh lấy đi chứ còn anh bỏ dạng lên đây. Vô khách sạn được luôn. Vô khách sạn được luôn đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo với anh này. À, anh sẽ bán cho các bạn. Đó. À, thấy không? Quá đẹp ha. Là 24 á. Nó mới dữ vậy anh. Đúng rồi. Anh lựa bên Nhật về à? Gió chết. Hả? Gió chết. À vậy hả? Anh lựa bên Nhật về. Nó mới mà nó mới cáo luôn á. Đẹp quá. À đây nó có hai sợi dây này làm gì? À. Hai sợi dây để nó bật hai cái nắp này ra nữa nè. Hai cái sợi dây này nè anh nè. Hai sợi dây này để nó bật hai cái nắp kia ra kìa. Ồ, độc ta. Đủ hết ha. Vàng sới không mà độc đã. Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh đó nha. Rồi anh Long á. Rồi mình chào bạn.